Sau đây là cập nhật thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tại Việt Nam, theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 18 tháng 2, có 16 người dương tính với COVID-19, không tăng so với ngày 17 tháng 2. Điều trị khỏi 11 trường hợp, tăng 4 trường hợp so với ngày 17 tháng 2. Tại Ninh Bình, theo thông tin từ Sở Y tế, tính đến 17 giờ ngày 18 tháng 2, tình hình giám sát trong ngày, số ca bệnh nghi ngờ đang được cách ly mới trong ngày, không. Số ca bệnh đã được điều tra và lấy mẫu, không. Số liệu giám sát cộng dồn, tổng số ca bệnh nghi ngờ đang được cách ly và giám sát, 1. Tổng số ca bệnh nghi ngờ đã được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm, 13 ca. Trong đó 12 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, một trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm nhưng chưa đủ tiêu chuẩn để cách ly và xét nghiệm mẫu đã được xuất viện. Tổng toàn tỉnh, các đối tượng đang được cách ly theo dõi hoặc giám sát tại các tuyến hiện nay là 57 người, giảm 14 người so với ngày 17 tháng 2. Như vậy đến nay trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với COVID-19.